Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến nha. Hôm nay là ngày 10/12 Tây, lại có một chuyện sự cố nhỏ nhỏ. Mua ly cà phê muối thôi các bạn, mất 20 phút để mà chờ đợi. Trời đất ơi, kinh khủng quá. Phải chụp tấm hình lại làm kỷ niệm tiếp tục nha các bạn. Trời ơi. Mua có một ly cà phê thôi 20 phút, các bạn biết không, kế hoạch hôm nay bị bể rồi. Đáng lẽ là đi đi mua cà phê xong rồi đó là đi thăm mộ anh Đức Tiến, nhưng mà bây giờ bị bể kế hoạch, các bạn mất hết 20 phút ở đây rồi, cho nên bây giờ không có đi thăm anh Đức Tiến được, cho nên bị bể rồi. Cái cà phê đây hôm nay nó đông quá, đông quá trời đông, cho nên bây giờ phải có việc phải đi để mình mất hết 20 phút rồi các bạn. Chứ thường thường mua chừng 5 phút trở lại thôi là mình có, hôm nay tới 20 phút hơn, cho nên đã bị bể kế hoạch. Cũng như lời đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Ngon quá. Ai dài. Thì giống như ngày hôm qua cái clip của em có nói đó, hôm nay em sẽ đi thăm Đức Tiến nhưng mà cuối cùng bị bể kế hoạch các bạn, chờ lâu quá trời trời. Thì bây giờ em phải có chuyện, phải đi xuống San Diego, nhưng mà trước khi đi San Diego á, San Diego là miền Nam Cali. Thì miền Nam Cali đó là các bạn cũng biết là lái xe cũng phải 2 tiếng, mà đi giờ này chắc cũng phải 2 tiếng mấy hơn. Bây giờ nó rất là phải nói là kẹt xe. Thì đi như vậy sáng sớm á, thì mình phải lo cho cái bụng mình trước. Thì bây giờ em cũng phải tới đây em mua cái bánh bao em ăn. Mua bánh bao xong rồi còn phải đi đổ xăng nữa các bạn. Trời đất ơi, bị bể hết mất hết 20 phút thời gian của em. Tổng thời 20 phút đó là mình có thể dành đi đi thăm anh Đức Tiến rồi các bạn. Như vậy là chắc có thể là bữa bữa khác mới mới đi thăm được. Bây giờ là không xong rồi. Bây giờ là còn em còn có hai mấy phút còn phải đi đổ xăng rồi tùm lum hết. Các bạn thấy không? Có nhiều khi có những cái chuyện mình tính mình mà không bằng chờ tính, đúng không? Cho nên nhiều khi mình lo quá cũng vậy thôi. Để bây giờ em chạy vô đây em mua cái bánh bao, cái mua bánh bao ăn. Không thôi là không có thời gian nữa. Giờ em vô mua cái bánh bao cái nha các bạn. Tí nữa mình sẽ ra mình trò chuyện tiếp nha. Bây giờ trễ rồi, bể kế hoạch hết rồi các bạn. Hôm nay bị bể kế hoạch hết rồi. Bánh bao thì mua rồi đó. Bánh bao nói chung ở chỗ này đó các bạn, nó là cái tiệm mà hồi kỳ rồi em có mua, mà có người hỏi em là mua ở tiệm nào, thì ở đây là tiệm Cả Cần. Cả Cần ở trên đường Westminster và Newland á. Bánh bao còn cũng ngon, 5 đồng mấy một cái nhưng mà cũng ngon các bạn. Mà có một cái thì nó mắc vậy thôi. Bánh bao ở đây nó ngon mà nó mắc. Thì sao xe nó đậu đang đóng hết vậy? Nó chưa đi hả? Giờ mình phải chọn xe đồng quá. Giờ phải đi ngược lại. Thì bánh bao đây nó mắc nhưng mà nó ngon các bạn. Thường thường các bạn đi mua bánh bao ở những cái chỗ khác đó là khoảng đâu chừng 2 đồng 3 đồng trở lại thôi, mà ở đây nó mắc hơn gần gấp đôi, đại khái coi như là gấp đôi đó, nhưng mà nó lại đáng cái đồng tiền hơn, thấy không? Đáng đồng tiền lắm. Bạn xem bao ngon lắm. Bể kế hoạch hết, bể kế hoạch hết. Cái gì vậy? Cà bánh bao ngon đến nỗi à ấy luôn. Mà nó nóng lắm nha các bạn. Sáng sớm nó làm rất là nóng, cho nên các bạn ăn các bạn phải cẩn thận nha. Thơm ngon lắm mà nó nóng. Bể kế hoạch. Em mời quý vị khán mạng giả ăn miếng nha. Đó. Cái bánh bao này của em á, ngoài bánh bao thập cẩm
trứng muối. Cái này là thập cẩm trứng muối đó các bạn, cho nên nó rất là ngon. Giờ phải đi đường vòng, hồi nãy là đông xe quá mình không có quẹo trái được. Giờ mình phải đi đổ xăng. Để mình đi đường xa mình phải nên đổ xăng cho đầy bình. Phải nên đổ xăng cho đầy bình nữa các bạn. Bánh bao ngon. Ngày đi đường xa nguyên một ngày lận, cho nên phải lót cái bụng đó các bạn. Không lót cái bụng là không được. Không lót cái bụng là mới bị bao tử đó. À, ngon quá. Hôm nay phải nói là anh Tiến á, anh không muốn em lên thăm nên mình nghĩ cho vui vậy thôi, chứ thật sự ra tùy theo giờ giấc mà mình đi các bạn. Ví dụ như mình đi mua cà phê á, chỗ này á mà nó vào cái giờ cao điểm á, đi ngay cái giờ cao điểm á thì nó đông. Nhưng mà cũng tùy một bữa nữa các bạn, có một bữa cũng đi giờ này nó đâu có đông gì đâu. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Đâu có đông gì đâu các bạn. Thì nó cái kiểu mà cho vui á, thì nói là anh Đức Tiến anh không có muốn thăm. Chứ thật sự ra bạn bè có người tới nhà thăm là vui lắm rồi các bạn. Nếu như mình còn sống á, ví dụ mấy lúc mình còn sống đi, cái mình có bạn bè mình quý mến tới nhà gõ cửa hay là gọi điện thoại rủ mình đi ăn, hay là mời đi ăn, hay là tới gặp tới nhà mình chơi, mình quý lắm. Thì anh Tiến cũng vậy thôi. Em lúc mà anh Tiến còn sống á, em với anh Tiến cũng chơi chung với nhau, đi ăn chung nhiều lần, giờ đi uống cà phê rồi đi quay phim chung. Thì giờ ảnh chết, mình đi thăm ảnh với một cái tinh thần là một người em. Các bạn có nhớ anh có nói không, Lộc Lê đây là người em thân thiết của Đức Tiến. Cho bạn nghe lại ha. Ngon quá. Coi anh ở đâu rồi. Cho bạn nghe lại. Cái khúc mà anh Đức Tiến nói em á. Sorry nha các bạn, em trễ giờ cho nên không có ấy được nhiều. Cái này là đám mai này, đám mai của cô Thu Phong. Thu Phong là cũ rồi. Để em tìm cái của anh Đức Tiến nè. Nè, lúc đám mai rồi. Đây nè, các bạn nghe nha. Nhật Cường cùng với đứa em đó là Lộc Lê đến thăm mẹ. Ở đây anh Lộc Lê. Lộc Lê từ vừa lái mà nói không bao nhìn. Mà nghe lại nha. Con là Đức Tiến cùng với nghệ sĩ Nhật Cường cùng với đứa em đó là Lộc Lê đến thăm đức mẹ. Đó. Ở đây anh cùng với đứa em thăm đức mẹ. Thì nói chung á là có nhiều người giống như hôm qua em nói, có nhiều người ta tưởng đó là em không quen biết Đức Tiến, cứ này cứ nọ, các bạn hiểu không? Rồi cứ bình luận vào nói tùm lum á. Các bạn có thấy ai vừa chạy xe vừa ăn giống em không? Đói quá nên không đủ thời gian, nên mình phải làm chuyện này thôi. Bạn thông cảm nha. Ăn tí nữa mình lên đi đổ xăng, xong quay nhà đón người ta.
Con đi San Diego, có người ta trên xe rồi mình ăn kỳ lắm. Coi như hôm nay em review cái bánh bao cho các bạn xem luôn nè. Thấy không? Rất là ngon. Có trứng muối nữa các bạn. Chà, đang cầm cho bạn coi không được. Đây là có trứng muối nữa nè. Không khó. Để đây, tí nữa ăn tiếp. Thì bạn cũng thấy đó, là theo cái dự kiến là hôm nay em tới thăm ảnh, giống như nãy em có nói đó, khi cái nhà mình đang trống trơn mà tự nhiên có bạn bè tới thăm mình, trời ơi, lúc đó mình mừng dễ sợ lắm các bạn. Như em đang ở nhà đi, tự nhiên đâu có thằng bạn lót tới, hay là có anh đang trường anh tới, kiểu đó anh đang trường cũng tới nhà em chơi nữa. Rồi anh Nhật Cường, tuần sau qua, hôm nay anh qua nè, anh Nhật Cường hôm nay qua Cali nè các bạn, thì mình thấy mình vui đúng không? Thì có gì đâu, quan hỷ đi các bạn ơi. Mình sống mình đừng có ích kỷ quá, sống ích kỷ quá à. Tức là cái chuyện gì mà chuyện này mình cũng ích kỷ, và những chuyện khác chắc chắn mình cũng sẽ ích kỷ theo. Cho nên sống cứ quan hỷ mà sống, quan hỷ mà sống là vui rồi các bạn. Chứ đừng ích kỷ quá là không có nên, ích kỷ quá nó không có tốt. Em mới vừa đi ngang qua nhà của chị Nhung á các bạn. Nhà của chị Phi Nhung bên đây nè. Đói bụng quá, các bạn thông cảm nha, em không có thời gian. Thông cảm giùm em. Đây nè. Đặc biệt trứng muối rất là ngon luôn. Báo cháy luôn. Số 1 luôn. Uống thêm một miếng cà phê vô nữa là không gì bằng. Nên các bạn thấy á, là mình sống mình đừng có nên quá ích kỷ. Ai làm gì thì mặc kệ họ đi. À, miễn sao người ta không hại mình được rồi, cứ quan tâm chỉ người khác làm gì. Thấy không? Ví dụ như em với anh Tiến không quen biết nhau á, ok, đi quay anh Tiến. Ồ, thằng này nó câu view nè, đó. Tại vì nó không quen biết mà nó tới nó quay. Còn mình quen biết là mình tới mình chia sẻ, mình thăm bạn của mình thăm người anh của mình. Giờ mình chia sẻ cái vấn đề để cho khán giả người ta để ý, để người ta, những khán giả mà quan tâm, để người ta nghe, người ta thấy. Đó, có như vậy thôi. Cũng nói, cái gì cũng nói. Mai mốt hôm tới quay nhà chị Nhung cho các bạn xem, chắc cũng có người cũng có nói. Nói là thôi chứ khán giả của chị Nhung hiền lắm các bạn, dễ thương lắm. Mà em dẫn cháu ngoại của chị Phi Nhung đi chơi hoài à. Còn bé mà Marilyn cô công chúa đó, thì em chưa có dám ẩm. Tại nó con nó giờ nó có, chắc giờ nó cũng gần 4 tháng rồi đó. Nó 4 tháng nó cứng rồi, nhưng mà nó chưa không dám ẩm con nít. Em nhát tay lắm, nên em vẫn đi chơi hoài à. Bữa Wendy có qua nhà em chơi, Wendy lúc này cũng đi làm bận rộn. Rồi mấy đứa nhỏ thì cuối tuần thì hay qua nhà em chơi lắm. Cho nên nói chung là em quen biết rất là nhiều nghệ sĩ, nhưng mà có nhiều người người ta không biết. Em trong giới nghệ sĩ đó em thân rất là nhiều người, anh Kim Tiểu Long tùm lum hết, các bạn cũng thấy đó ha. Đó, giờ phải vô đây đổ xăng. Xăng ở khu Bô Sa này đó bạn. Ở chỗ này đó là xăng khu này là phải nói là rẻ nhất. Khu này là rẻ nhất đó các bạn. Em còn xăng nhưng mà mình phải đổ cho đầy bình để mình đi xa, đi tới gần 200 cây số luôn các bạn. Cho nên nó rất là xa. Em vào em đổ xăng cái nha. Tí nữa mình trò chuyện tiếp nha. Ghé đổ xăng. Khi mà đổ xăng á, các bạn nhớ đổ xăng 91 là xăng mắc nhất nha. Đổ xăng 91 á cho nó tốt cho
chiếc xe của mình, chứ đừng có đổ mấy cái xăng mà xăng dởm dởm, xăng dởm dởm nó không có tốt đâu. Đổ xăng xong rồi các bạn, em cũng đầy bình rồi đó. Tại còn còn xăng, còn xăng cho nên đổ thêm tí xíu vô cho nó đầy thôi các bạn. Trời đất ơi, chắc còn miếng bánh bao này ăn cho nó xong luôn rồi, dục rác luôn. Để ăn cho xong dục rác luôn các bạn. Mời các bạn miếng nha. Cái hơi rác trong xe. Chết cha, tới giờ rồi. Thôi bỏ. Các bạn thấy không? Làm nghề như em cực lắm. Phải nhắn người ta mình sắp tới. Cực lắm các bạn. Ăn uống phải tranh thủ. Tại hôm nay bị bể kế hoạch hết 20 phút thôi các bạn, chứ không thôi là dư thời gian. Không thôi là dư thời gian. Cái gì cũng vậy. Cũng có một cái nỗi khổ. Các bạn thấy nỗi khổ chưa? Nên á, cái gì mình cũng phải hoan hỷ. Lần nữa, cái chuyến xe đi rồi kế tiếp này đó các bạn, đang chuẩn bị đi đấy đó, là những người cô, người chị ở bên Việt Nam qua đây chơi. Thì họ muốn đi du lịch đây đó thì họ kiếm em. Thì bây giờ em sẽ dẫn họ xuống đi San Diego, một cái chỗ mà gọi là SeaWorld. SeaWorld là mình có thể xem những cái con cá biểu diễn. Em đi cái đó rất là nhiều lần. Thì các bạn ở bên Việt Nam qua mà muốn đi SeaWorld thì cứ kiếm em. Em có thể dẫn vô cửa, cái vé thì phải nói là rất là tượng trưng. Còn mình mua tại cửa đó, mình tự đi mua đó, thì tới 114 đô. Nhưng mà nếu như mà em mua đó thì nó rất là rẻ. Em mua chừng có 30 đô thôi. Tại vì em là người rất là đặc biệt. Đặc biệt các bạn, rất là đặc biệt. Thì em sẽ dẫn đi thì các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền. Còn mình đi tự túc á, mình sẽ tốn tiền dữ lắm. Còn em dẫn đi á, thì sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền nha các bạn. Cho nên cái gì cũng vậy, cần tiết kiệm được thì mình hãy nên tiết kiệm. Thì giống như lúc anh Đức Tiến, lúc mà anh còn sống á, cái gì mà mình tiết kiệm được á thì mình hãy tiết kiệm. Cho nên mình đừng có phung phí quá không tốt. Nhưng mà em á, nhiều lúc cái gì mình thích, mình không thích cái gì bao nhiêu mình không xài, tự nhiên mình thích một cái tụng ơi, mình đùng một cái nó xài quá trời tiền luôn. Anh thấy kinh khủng không? Quá kinh khủng luôn. Thì đó, cho nên hôm nay là bị bể kế hoạch. Hôm nay là bị bể kế hoạch đó các bạn. Thôi thì Ngày mai chắc có lẽ em sẽ ra thăm anh Đức Tiến được. Ngày mai đi các bạn. Ngày mai buổi sáng thì em rảnh. Theo lịch trình hiện tại là ngày mai là buổi sáng rảnh đó nha. Chứ hôm nay là bất hết. Anh Nhật Cường anh qua em cũng đi bận đó, không đi đón được nè. Rồi tới 2-3 người kia em đi đưa lên phi trường cũng đi không được nè, tới giờ em bận. Nên cái gì cũng vậy, người nào nhờ mình trước thì mình giúp trước thôi các bạn. Chứ mình đâu có thể mình sang kẻ cho được. Mình không có đủ thời gian để mình làm những cái chuyện đó. Thôi em chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha, em sắp tới rồi. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và an lành. Nhớ bấm like, bấm share và đăng ký nha. Và hôm nay bánh bao rất là ngon, ai chưa ăn nhớ ăn thử đi nha, ngon lắm. Chúc các bạn thật là bình an và hạnh phúc bên tất cả mọi người. Và lúc nào mình cũng khỏe khỏe mạnh. Sức khỏe là lúc nào cũng là quan trọng nhất.
xin hẹn các bạn vào ngày mai. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share. Bây giờ em lên đường đây. Ha ha ha. Bye bye.